Nạn đói như thời chiến lạm phát bủa vây cả châu Âu, cái giá phải trả quá đắt khi cấm vận Nga. Các bạn thân mến, mua một ổ bánh mì hay một lít sữa tươi cho tiết kiệm là câu hỏi mà người dân châu Âu hoang mang bấy lâu nay. Sau khi áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, các nền kinh tế hàng đầu châu Âu lại rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, khiến lạm phát tăng cao đến mức báo động. Ukraine và Nga vốn là hai vựa bánh mì của thế giới. Do đó, chiến sự giữa hai nước cũng tác động đến bàn ăn của nhiều nước. Điều này không khó hiểu khi giá năng lượng tăng lên, kéo theo hàng hóa, lương thực cũng tăng phi mã. Và có lẽ người dân châu Âu đã quá ám ảnh với cái gọi là lạm phát. Tưởng chừng như là cấm vận Nga sẽ khiến nền kinh tế Nga sụp đổ, nhưng môi hở thì răng lạnh. Bây giờ, châu Âu mới chính là những người đang ngấm đòn trừng phạt theo kiểu gậy ông đập lưng ông của mình. Thưa các bạn, sau khi Liên Xô tan rã, Nga và Ukraine là hai nước nhập khẩu ngũ cốc ròng. Nhưng giờ đây, hai quốc gia này đang chiếm 30% tổng sản lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. Trong đó, với việc Nga là nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và Ukraine là nước lớn thứ 5, cả hai nước cung cấp tới 19% nguồn cung lúa mạch của thế giới, 14% lúa mì và 4% ngô, chiếm hơn 1/3 lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu. Thêm vào đó, Nga và Ukraine cũng là những nhà cung cấp hạt cải dầu hàng đầu và chiếm 52% thị trường xuất khẩu dầu hướng dương của thế giới. Bởi thế, các biện pháp gia tăng trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và các nước phương Tây, cuộc xung đột ở Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần đối với sản xuất ngũ cốc và hạt cải dầu của Ukraine và Nga, cũng như hạn chế đối với xuất khẩu của Nga, gây lo ngại sẽ để lại những hậu quả đáng kể về an ninh lương thực. Sau những ngày giao tranh đầu tiên, thị trường hàng hóa toàn cầu bị xáo trộn, việc vận chuyển qua biển Azov bị đình trệ, giá lương thực và thực phẩm quốc tế có thể tăng từ 8% đến 20%, một mức tăng kỷ lục. Không chỉ vậy, Nga và Ukraine là những nhà cung cấp lương thực hàng đầu thế giới cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Hàng chục quốc gia ở Trung Đông, Nam Á và Bắc Phi vẫn đang phải lệ thuộc vào nguồn cung lúa mì, ngô và dầu thực vật tới từ Nga và Ukraine. Việc ngừng trồng trọt ở Ukraine do xung đột quân sự và các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga đang làm tăng giá nhiều loại thực phẩm tại Mỹ như bánh mì, bia, thức ăn gia súc và một số loại thịt. Với 855 triệu người đang bị mất an ninh lương thực, cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào thời điểm thách thức, dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực, khủng hoảng giá cả trên toàn cầu. Một vấn đề lớn khác là phân bón. Theo báo Fortune, chỉ số giá phân bón Bắc Mỹ của Green Markets cho thấy giá phân bón tuần trước cao hơn gần 10% so với tuần trước đó, và là mức giá cao nhất từng được ghi nhận. Giá phân bón hiện cao hơn 40% so với thời điểm một tháng trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giá phân bón tăng cao cho thấy sự phụ thuộc của các trang trại với xuất khẩu phân bón của Nga, trong khi Nga là nước xuất khẩu phân bón hàng đầu thế giới năm 2019, với khối lượng thương mại của phân bón đạt gần 9 tỷ đô. Sự khan hiếm phân bón gây nguy hiểm cho sản xuất lương thực toàn cầu. Sản lượng phân bón ở châu Âu cũng sụt giảm nghiêm trọng do giá khí đốt tăng, vốn là thành phần chính trong nhiều loại phân bón. Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc cắt giảm nhà máy phân bón do chi phí tăng cao của khí đốt tự nhiên được sử dụng để vận hành và giá chất dinh dưỡng ở đó vẫn ở mức kỷ lục. Châu Âu có thể phải đối mặt với thâm hụt khoảng 9% nhu cầu phân đạm hàng năm trong nửa đầu năm 2022. Lương thực thậm chí có thể đắt hơn nếu thu hoạch bị ảnh hưởng hoặc giá cây trồng tăng. Có lẽ đây sẽ là thảm kịch cho những người nghèo thế giới sống ở các vùng nông thôn, những người không thể chịu nổi sự tăng giá của các loại lương thực và đầu vào nông nghiệp. Với vai trò to lớn của Nga và Ukraine trong việc cung cấp lương thực cho thế giới, đặc biệt là lúa mì, thì sự bất ổn trong sản xuất và xuất khẩu lương thực sẽ gây ra những hậu quả vượt ra khỏi sức tưởng tượng của con người trong thời đại ngày nay. Tuy rằng các biện pháp trừng phạt phương Tây không nhằm ngăn chặn xuất khẩu lúa mì từ Nga, nhưng rất đáng lo ngại liệu Nga có chọn cách ngừng xuất khẩu trong khi chịu áp lực rất lớn từ phương Tây hay không. Thực tế, xung đột luôn đưa ra những hệ lụy là nạn đói và xung đột xảy ra ở một số nước xuất khẩu nông sản lớn, nhưng các nạn nhân chắc chắn sẽ vượt xa hai quốc gia đang căng thẳng này. Đó cũng là một ngày mưa lạnh giá. Các tình nguyện viên người Đức đang đứng dưới lán hỗ trợ thực phẩm dựng bên ngoài Bonner Tafel, một cửa tiệm rau quả tại thành phố Bonn, miền Tây Đức.
Nhiệt độ giảm sâu có thể khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn, song lại lý tưởng cho những loại thực phẩm mà các tình nguyện viên đã thu thập trước đó tại rất nhiều siêu thị. Chúng không đủ tươi để bán trên các quầy kệ nên được tổng hợp lại, sau đó phân phát miễn phí cho những người dân nghèo đã về hưu, lao động thu nhập thấp và cả những thanh niên Đức thất nghiệp. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra 4 tiếng đồng hồ mỗi tuần để đến Tafel và nhặt bất kỳ loại rau củ thực phẩm nào có thể giúp họ có một buổi tối no bụng. Bóng ma lạm phát bủa vây. Các số liệu vừa công bố cho thấy, trong 2 tháng năm nay, tỷ lệ lạm phát tại Đức đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này trái ngược hoàn toàn vào năm 2020 khi lạm phát của Đức chỉ đạt ở mức 0,5%. Khi có những xáo trộn trên thị trường năng lượng, điều dễ hiểu là giá cả sẽ tăng lên và người tiêu dùng chịu tác động rất nhiều. Giá nhiên liệu tăng, chi phí vận tải cũng cao, nên nhiều loại hàng hóa cũng tăng theo. Không chỉ ở trạm xăng mà ngay cả khi đi siêu thị, người tiêu dùng cũng sẽ cảm thấy họ phải chi nhiều tiền hơn cho những nhu cầu cơ bản. Đối với một quốc gia coi trọng sự ổn định kinh tế như Đức, bóng ma lạm phát là mối bận tâm rất lớn. Chỉ những lo sợ lạm phát trên lý thuyết cũng đủ để khiến nền kinh tế Đức chịu ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, dân thu nhập thấp sẽ là đối tượng bất an hơn cả. Một tình nguyện viên của Tafel giải thích, buồn lắm, mỗi lần đổ xăng là mất 100 euro, trong khi trước đó chỉ có 80 euro. Dẫu vậy, 20 euro cũng không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, nhưng những người dân có thu nhập thấp thì đến đây xin đồ ăn mới đáng lo cơ. Họ sẽ phải cân nhắc nên dùng số tiền đang có để mua bánh mì tươi hay một lít sữa cho tiết kiệm. Thưa các bạn, khi xem những thông tin như trên, chúng ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì nền kinh tế hàng đầu châu Âu lại đang rơi vào thảm cảnh như thế này. Trước đó, bà Alice Weidel, nghị sĩ Quốc hội Đức, phát biểu về nguyên nhân cuộc xung đột Nga-Ukraine cùng những cái giá quá đắt mà Đức phải nhận khi tham gia cùng các lệnh trừng phạt. Nhìn chung, giới nghị sĩ của Đức cũng hiểu vấn đề rằng họ là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào năng lượng của Liên bang Nga. Một sai lầm chết người là bỡn cợt Ukraine bằng những lời hứa không thể thực hiện được. Đó là đề nghị họ gia nhập NATO và Liên minh châu Âu EU, vô hình chung đã lôi Ukraine vào cuộc đối đầu và thử thách nguy hiểm này. Như Henry Kissinger đã nói rất đúng, để có thể tồn tại và phát triển, Ukraine không được làm tiền đồn của bất cứ ai. Việc biến Ukraine trở thành thành viên NATO là một lằn ranh đỏ đối với nước Nga, và người Nga không thể để NATO mở rộng về phía đông. Điều này nước Nga đã nói 20 năm liền rồi. Có biết bao nhiêu cơ hội để đưa cho Ukraine một vị trí an ninh trung lập. Như thế, Ukraine có thể trở thành cầu nối giữa Đông và Tây, thay vì là đối tượng tranh cãi giữa các bên. Những người với đường lối cứng rắn theo chủ trương chiến tranh lạnh lại hứa chắc như đinh đóng cột với Ukraine về vị trí thành viên NATO. Như thế khác nào cao ngạo nói với nước Nga rằng Nga chẳng là cái gì cả, rằng Nga không phải là cường quốc. Một sai lầm lịch sử của phương Tây là hạ nhục nước Nga. Tất nhiên, đây không phải là lời biện hộ cho những sai trái khi Nga tấn công Ukraine, nhưng để tìm ra giải pháp thì chúng ta cần phải bắt đầu từ nguyên nhân. Nước Đức cũng chỉ có thể đe dọa suông, vì thực tế là họ chẳng có gì để đe dọa cả. Các biện pháp trừng phạt trên thực tế chỉ làm thiệt hại cho nước Đức nhiều hơn là gây tổn thất cho Nga. Bằng cách từ bỏ năng lượng hạt nhân, nước Đức đã đẩy chính mình vào sai lầm chết người là phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Họ có thể khắc phục cơn khát khí đốt của Nga nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và tất nhiên sẽ phải trả một cái giá kinh tế cao. Chính phủ có thể nói là chúng tôi đồng ý trả giá, nhưng thực tế thì sao? Chính người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả của những cái giá rất cao đó. Chẳng phải tự nhiên mà nước Mỹ còn không nghĩ đến việc sẽ từ chối dầu khí của Nga. Còn về vấn đề an ninh, nước Đức chưa từng được bảo vệ, quân đội nước Đức hoàn toàn trần trụi. Và sau tất cả những thứ ấy, liệu còn ai trên thế giới này coi trọng nước Đức nếu trong lĩnh vực an ninh và kinh tế họ tự bẻ gãy xương sống của mình? Nước Đức có thể và sẽ phải đóng vai trò trung gian hòa giải giữa cuộc xung đột này, trở thành một quốc gia có chủ quyền và trong mọi trường hợp không được để bị kéo vào cuộc chiến. Thưa các bạn, không chỉ có mỗi Đức bị ám ảnh bởi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như vậy, mà nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới cũng rơi vào cảnh mà người ta gọi là đói ăn trầm trọng sau khi bị cắt năng lượng từ Nga, đó chính là tại nước Anh. 4,3 triệu trẻ em kêu cứu vì đói và lạnh, ám ảnh cha mẹ phải bỏ bữa để cho con cái ăn. Cô Kim cho biết mình chỉ đủ tiền mua một thanh sô-cô-la cho sinh nhật đứa con 11 tuổi vì giá mọi thứ ở đây lên quá cao. Gia đình cô Kim sống tại miền Bắc xứ Wales đang phải gồng mình trong tình cảnh chẳng đủ tiền mua khí đốt sưởi ấm dù mùa đông lạnh giá.
Giờ đây, thứ thiết yếu như khí đốt cũng trở thành hàng xa xỉ vì tình hình bất ổn địa chính trị Nga-Ukraine. Với mức 2 bảng, tức là bằng 2,7 đô, cô Kim chỉ có thể làm vài miếng gà chiên cốm, mì gói và ít đậu cho lũ trẻ. Việc nấu hẳn một con gà tươi với rau là điều không thể vì chúng đắt gấp 4 lần mức chi tiêu trên của gia đình và gia đình Kim thì không có đủ số tiền đó. Vợ chồng Kim thì sống sót qua ngày nhờ bánh mì nướng và nhịn ăn nếu có thể để dành cho lũ trẻ. Với một người mẹ như Kim, việc phải để lũ trẻ ăn đồ ăn như vậy là vô cùng đau đớn nhưng chẳng còn cách nào. Ít ra chúng cũng không phải bỏ bữa. Lạm phát tại Anh đã tăng lên 5,4% vào tháng 12 năm 2021, mức cao nhất trong 30 năm qua. Hiện con số này đã tiếp tục phá kỷ lục ở mức 6,2% trong tháng 2 năm 2022 và có thể lên đến 7% trong những tháng tới. Trong khi đó, phúc lợi và an sinh xã hội chỉ tăng có 3,1% kể từ tháng 4 năm 2022, một con số quá bất ngờ của nền kinh tế được mệnh danh là lớn thứ 5 thế giới. Hiện 31% số trẻ em tại Anh đang phải sống trong cảnh nghèo đói, còn người lớn thì vật vã với giá cả đi lên. Bạn nhịn ăn vì lũ trẻ nên cơ thể không đủ năng lượng trong mùa đông. Hậu quả là bạn nằm lạnh cóng trên giường và lúc tỉnh dậy thì đau đớn toàn thân. Cô Parker Mas, một phụ nữ cũng như gia đình cô Kim phải nhịn ăn vì cho con cái. Tiền điện và khí đốt mà tăng nữa là chúng tôi phải bán nhà. Các công ty năng lượng đang kiếm lợi trên máu của người nghèo. Con của tôi đã bị ốm vì quá lạnh và tôi đang cực kỳ tức giận. Có quá nhiều người nghèo như chúng tôi nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả. Cô Parker Mas bức xúc nói. 10% hộ gia đình thiếu lương thực. Trong khi đó, tờ The Guardian cho biết khoảng 1 triệu người Anh đã trải qua tháng vừa qua mà chẳng có đủ lương thực ăn qua ngày vì lạm phát phi mã. Báo cáo của Food Foundation thì cho thấy việc chấm dứt những khoản trợ cấp thời dịch Covid-19 cũng như đà tăng giá mạnh của lương thực, thực phẩm đã khiến người dân nước này lâm vào bất ổn. Khảo sát của Food Foundation cho thấy 1/5 số hộ gia đình tại Anh đang phải đối mặt với tình trạng chỉ đủ tiền mua lương thực hoặc khi đốt sưởi ấm cho gia đình và con cái. Việc phải lựa chọn giữa sưởi ấm và no bụng khiến nhiều gia đình phải giảm chất lượng và số lượng thức ăn để trả các tiền phí khác bất chấp lũ trẻ đang chịu khổ. Theo tờ The Guardian, chi tiêu cho thực phẩm đã tăng bình quân 3,8% trong tháng 1 năm 2022 và nhiều khả năng các hộ gia đình sẽ phải thanh toán trung bình thêm 180 bảng cho lương thực trong năm nay. Hệ quả là số lượng người đăng ký hỗ trợ với ngân hàng lương thực hay các tổ chức từ thiện ở Anh đang ngày một tăng lên. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.